Hello, xin chào anh em. Chúng mình em đang quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì khi chúng ta mua bia về thì làm thế nào để chúng ta sử dụng cái con bia đấy, biến cái con bia đấy thành con bia của mình và không bị cái hiện tượng đó chính là black lại bia, bị hack lại bia từ những cái thằng bán bia. Đấy, anh em lưu ý giúp mình. Thì ở đây hôm nay mình xin hướng dẫn anh em cách đổi thông tin của con bia. Thứ nhất, đây là mình vừa mới đăng nhập một cái con bia mới mua về hoàn toàn. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, các bạn sẽ bước đầu tiên, các bạn làm bước kiểm tra bia. Xem có đúng cái yêu cầu của bạn mua về không, thì các bạn vào nhật ký hoạt động, ví dụ các bạn mua bia cổ, bia mới hay bia gì vân 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 vân, thì chúng ta vào đây chúng ta xem cái lăng, cái lăng của nó. Ví dụ như con bia này thì mình sẽ gọi là con bia thường được lập năm 2019, ok không sao cả. Tiếp theo, đây là một ví dụ mình làm nháp cho mọi người xem để mọi người dễ hình dung. Tiếp theo là mọi người sẽ có phần cài đặt cho mình, cài đặt. Lưu ý là chúng ta sẽ thấy cái phần tên người dùng ở đây, chúng ta ấn chỉnh sửa. Ví dụ đây các bạn có thể sửa thành là bia 273 new. Chúng ta điền mật khẩu của nó vào. Đấy, như vậy bước đầu tiên chúng ta cần đổi tên người dùng. Đấy, sau khi đổi tên người dùng xong thì các bạn tiếp tục vào với đường link facebook.com và sửa hack cho mình. Hacker mình và các bạn chọn cái dòng số 2. Bắt đầu. Lưu ý rằng các bạn sẽ cần đổi mật khẩu của cái link Facebook này. Có thể các bạn đổi 23 cũng được, hoặc không đổi cũng không sao. Lưu ý là các bạn sẽ cần, nếu như các bạn không đổi 23, các bạn cần đổi thêm password, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Bước 1 là chúng ta đổi tên người dùng. Bước thứ 2 là chúng ta sẽ đổi mật khẩu. Đổi mật khẩu mới. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ cập nhật mật khẩu của giữa cái Hotmail, chúng ta giữ nguyên. Nếu như các bạn có Gmail thay thế thì các bạn có thể thay thế, còn không các bạn giữ nguyên giúp mình. Thì con này thêm ngày 12 tháng 7, cái Hotmail đã thêm được vào, cái email đã thêm vào ngày 12 tháng 7, thì nó sẽ nhận được những cái thông báo của Facebook gửi cho các bạn sau một tháng thêm vào tài khoản. Còn các bạn thêm email mới và thường là sẽ không được nhận cái mã xác minh nó gửi email đâu, người mất khoảng một tháng đấy. Thì cái con này thì mình giữ nguyên, mình sẽ bỏ qua các bước ở đây, mình cũng bỏ qua hết. Ở đây các bạn có thể xóa đi một số cái, các bạn xóa đi, mình sẽ xóa đi những cái này. Đấy, xóa tiếp đến những cái này bỏ qua rồi. Ok, cập nhật trạng thái, xóa đi. Như vậy là mình đã bỏ qua. Đấy, đã tiến hành đổi xong password của con bia. Bây giờ sẽ tiến hành đổi thêm một phát nữa, đó chính là đổi password của cái Hotmail. Vì Hotmail ở đây thì các bạn cần vào là outlook.com chứ không phải là gmail.com. Cái đuôi Hotmail là đuôi Microsoft, vậy nên các bạn cần phải vào Microsoft để đổi. Mình sẽ đăng nhập nhanh cái phần này, mình sẽ tua qua nhanh nhanh cho mật khẩu Hotmail và chúng ta lưu lại. Thì thường chúng ta sử dụng Hotmail nó sẽ gặp cái tình trạng này, thì các bạn không có gì phải hoang mang, các bạn cần tiếp tục cho mình. Tiếp theo, ở phần số điện thoại các bạn nhập một cái số điện thoại của bạn vào, ví dụ số của mình là 0869126363. Lưu ý là cái số này nó sẽ gửi được rất nhiều mã, vậy nên là các bạn cứ thoải mái, 48 rồi. Tiếp tục, như vậy chúng ta đã tái kích hoạt được cái email này rồi. Bước này chúng ta cần thêm số điện thoại, tiếp tục thêm cái số vừa rồi vào. Lưu ý đây là cái số mà chúng ta có quyền kiểm soát các bạn nhé, có quyền kiểm soát. Thì nó sẽ gửi thêm cái mã nữa, đây nhập vào. Như vậy là xong bước đăng nhập, và chúng ta sẽ không thông báo rồi, không cảm ơn GBC. Như vậy là các bạn đã hoàn toàn đăng nhập được vào cái Hotmail. Việc tiếp theo là các bạn cần đổi cái Hotmail này, đổi cái password của cái Hotmail này. Thì các bạn vào giúp mình cái logo này, cái logo của nó. Các bạn tiếp vào đây, các bạn chọn My Microsoft Account. Các bạn tài khoản Microsoft bạn, và các bạn chọn là thay đổi, chỗ này các bạn là Change Password, là thay đổi password. Thì đấy, nó cần mình xác thực cái số điện thoại đấy. Thì cái việc này
nó giúp cho những cái người khác muốn vật lại cái gì của bạn, nó phải có số điện thoại này mới có thể vật được. 6363 nó sẽ gửi một cái mã cho chúng ta nhập vào là xong thôi. Cái này chúng ta đã vừa tạo cái bảo mật hai lớp cho cái link Facebook này rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đổi lại mật khẩu của nó. Đấy, mật khẩu. Đấy, như này. Đúng không? Ok, như vậy là chúng ta đã đổi xong mật khẩu. Chúng ta sẽ cập nhật thêm mật khẩu vào đây. Cập nhật. Như rồi. Đấy, xác minh hai bước đã bật thì các bạn không phải lo lắng cái việc người khác có thể vào cái email này của các bạn được. Người khác có thể vào email này của các bạn được. Khi người khác muốn vào email này nó sẽ mất công và nó sẽ báo về điện thoại, nó phải có mã xác minh báo vào chiếc điện thoại này thì mới có thể lấy được cái email này. Và bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm là cái nick Facebook của chúng ta đã được bảo mật, đã được bảo mật. Nếu như các bạn muốn chắc chắn hơn thì các bạn có thể thay đổi cái mã 2FA. Chúng ta vào phần cài đặt, chúng ta thay đổi cái mã 2FA và liên hệ email chính này. Đó. Rồi ok, như vậy đầu chúng ta sẽ vào một cái phần nữa. Bước tiếp theo sau khi đổi password của link Facebook, password của email, các bạn sẽ vào cái bảo mật đăng nhập. Đấy, bảo mật đăng nhập thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là nơi bạn đăng nhập, thiết bị của chúng ta. Đấy, thiết bị đang đăng nhập. Tiếp thứ hai, chúng ta sẽ vào cái đăng nhập hợp lệ. Thì các bạn thấy không ạ? Chrome, Windows này. Đấy, Facebook link này. Các bạn xóa hết đi cho mình. Xóa. Xóa hết rồi đi, được chưa? Tiếp theo là cái phần yếu xác thực hai yếu tố này thì thông thường là mình không cần đổi nữa. Cái mã 23 này mình không cần đổi nữa vì mình đã đổi password và mình đã đổi admin, cho nên là thường mà không phải thường chắc chắn là sẽ không bị hack lại. Không biết các bạn đổi như thế nào mà bị hack lại, nhưng với mình thì mình làm cái việc này mà mình chưa bị hack lại một lần nào hết. Đó, ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.